thuốc sinh mũi là dạng hóa chất, anh chị có công nhận điều đó mà nó rất là hay. Và thời kỳ mà lúc mà tôi ở ký túc xá của trường Nông Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh á, mỗi lần mà họ phun thuốc á, là trường phải thông báo để các sinh viên phải đi ra ngoài. Nếu như mà những bạn nào còn ở trong ký túc xá thì các bạn nghe cái mùi là rất là hắc, rất là khó chịu, dễ bị hắt xì lắm. Chào các anh chị đến với kênh YouTube Tinh Dầu Tràm Dayaka, và tôi là Đặng Thị Như Hà, là giám đốc công ty Dayaco và là chủ sáng lập của Tinh Dầu Tràm Dayaka. Và trong video này thì tôi sẽ giải đáp mọi vấn đề này đến 90% các khách hàng họ sẽ tìm kiếm trong thời kỳ cao điểm của dịch sốt xuất huyết, đó là làm thế nào để phòng mụn đốt cho con, hoặc là dùng tinh dầu tràm có phòng được mụn đốt cho con hay là không. Vì khi mà tôi gọi tôi nghe những cuộc gọi mà anh chị nói là mua tinh dầu tràm để thoa vào mụn đốt hoặc là để thoa vào quẩn cho con để đuổi mũi, thực tế là tôi biết tinh dầu tràm có công dụng này, nhưng mà hiệu quả như thế nào thì tôi sẽ phân tích sau nha anh chị. Tôi sẽ phân tích trong video này để anh chị hiểu rõ hơn. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu là cái vòng đời mũi bao lâu và tại sao mỗi một thời điểm mình trời mưa là mũi rất là nhiều. Bởi vì là vòng đời của mũi rất là ngắn mọi người ạ, có 7 ngày thôi. Từ lúc mà mũi đẻ trứng, vòng đời của mũi là từ lúc mà thằng con mũi đến khi nó đẻ trứng và nó chết đi, đúng không ạ? Anh chị hình dung được cái sơ đồ đó như là cái sơ đồ mà tôi đang để trên cái màn hình anh chị đang xem. Thì trong vòng 7 ngày đó, một con mũi đẻ ra biết bao nhiêu cái trứng, hàng chục, hàng vạn cái trứng như vậy. Thì một con mũi nó thì đẻ ra hàng vạn cái trứng đó, hàng vạn cái trứng nó đẻ tiếp ra hàng vạn một cái trứng nữa, thì nó sẽ tăng thêm lượng thừa. Nếu như chúng ta không phun thuốc diệt mũi thì chắc chắn mũi không bao giờ hết được. Đặc biệt là khi mà trời mưa, những tù ao nước động, những chung vại nước động và những mũi rậm, thì đây là nơi điều kiện thuận lợi để cho mũi sinh sôi, mũi nảy nở và số lượng mũi càng ngày càng tăng. Và trong cái lúc này thì chúng ta cần phải làm gì? Như anh chị cũng thấy là mỗi khi mà thời tiết trời mưa hoặc là thời kỳ cao điểm của sốt xuất huyết á, là chính quyền ở xã thôn chúng ta là có phun thuốc xịt mũi, đúng không ạ? Thuốc xịt mũi là một dạng hóa chất, anh chị có công nhận điều đó mà nó rất là hay. Và thời kỳ mà lúc mà tôi ở ký túc xá của trường Nông Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh á, mỗi lần mà họ phun thuốc á, là trường phải thông báo để các sinh viên phải đi ra ngoài. Nếu như mà những bạn nào còn ở trong ký túc xá thì các bạn nghe cái mùi là rất là hắc, rất là khó chịu, dễ bị hắt xì lắm. Còn những bạn nhỏ, những em bé nhỏ ở trong phòng nghe cái mùi đó đôi khi các em bé bị xỉu luôn đó mọi người, mùi rất là độc. Nhưng mà anh chị thấy là khi mình phun mũi xong á, một hai ngày thì ở dưới nhà của mình hoặc là ở những vùng nào mà mũi nhiều á, nó sẽ có mũi chết, có rất là nhiều. Nhưng mà khoảng 2-3 ngày sau là mũi nó bắt đầu quay trở lại. Mùi khi mà mùi hóa chất nó hết rồi thì mũi bắt đầu quay trở lại. Bởi vì là cái vòng đời của mũi rất là ngắn đó anh chị, nên mũi quay trở lại sinh sôi rất là nhanh. Những con mũi mà trong cái trứng, ở trong cái chung bắt đầu là nở lên, nó thành con mũi và nó bắt đầu nó quay trở lại nó cắn mình. Thì việc của nhà nước, việc của địa phương là phun thuốc. Bên cạnh đó, mình là những người dân, mình cần phải được cấp xử lý riêng. Đầu tiên á, là anh chị phải dùng chăn màn để mà treo khi mà con ngủ, dù là ban ngày hoặc là ban đêm. Mình đều phải dùng màn để mình móc cho con, mình treo cho con ngủ. Chắc chắn thì nó sẽ hơi bức bối hơn là khi mình không móc màn. Vì con nít mà còn 6-7 tháng hoặc là khoảng 1-2 tuổi rồi bé đi suốt cả ngày, bé đi sắp khắp tại nhà, bé không có ngồi một chỗ, đúng không ạ? Mà mình treo mùng cho con thì con bí bắt trong cái khu vực đó là đôi khi nó khóc, nó la, nó còn khó chịu, bắt buộc phải vậy thôi. Bởi vì nếu mà không thì mũi đốt, mũi vàng đốt bé sẽ bị sốt xuất huyết là càng nguy hiểm. Cái thứ hai là ba mẹ có thể sử dụng tinh dầu xả hoặc là trồng cây xả xung quanh nhà để mà mình xông phòng. Đối với cái trường hợp mà xông phòng bằng tinh dầu xả hay là xả chanh, tôi có phân tích như thế này. Ở trong tinh dầu xả có thành phần để xua mũi, nhưng mà dù gì thì tinh dầu xả cũng là một sản phẩm từ thiên nhiên, nó không thể nào mà xua mũi hoàn toàn 100% được mọi người ạ. Nó chỉ hỗ trợ những con mũi mà xuất yếu là khu vực mà xung quanh, trong khu vực mà trong cái phòng mình xong á, đôi khi nó sẽ giảm bớt được một phần nào đó. Ví dụ ngoại hôm thì 10 con, ở đây là còn 1-2 con, chứ không thể nào mà đủ được 10 con hết á. Bởi vì là tinh dầu xả vẫn là một sản phẩm từ thiên nhiên mà. Hóa chất thì mũi còn chưa chết thì làm sao mà sản phẩm từ thiên nhiên mà bằng tinh dầu mà làm có hiệu quả 100% được. Nên nó chỉ hỗ trợ một phần nào thôi, hỗ trợ khoảng 30-40% là mình đã mừng lắm rồi. Còn những con còn lại, chẳng may bé bị mũi đốt cho con, thì mình có thể dùng tinh dầu tràm để thoa lên vùng da cho con. Hoặc là anh chị có thể dùng tinh dầu tràm để thoa lên quần áo cho con.
để mà mình góp phần một phần nào đó xuống mũi, thì cái tỷ lệ này họ là từ 15 đến 20% đến 25% nữa. Thì mình kết hợp với xong tinh dầu xả cộng với thoa tinh dầu tràm lên vùng đó cho con. Tuy nhiên anh chị lưu ý, nếu như gia đình mình có em bé nhỏ dưới 3 tuổi thì khi mình xong tinh dầu xả trong phòng thì mình xong khoảng 1-2 tiếng thôi, mình không nên xong lâu. Đặc biệt là những nhà có em bé nhỏ mà mới sinh 1-2 tháng, nếu mình sinh lâu, mình xong lâu quá sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh của con. Bởi vì tinh dầu tràm đó, tinh dầu xả hoặc là các loại tinh dầu nói chung sẽ giúp làm an thần, dễ chịu hơn. Nhưng mà đó đối với công dụng với người lớn thôi. Còn đối với hệ thần kinh của em bé rất là nhỏ, chưa thích nghi được mọi thứ, thì khi mình xong tinh dầu như vậy thì sẽ làm ảnh hưởng tới hệ thần kinh của con, nó không có tốt một chút xíu nào. Nên mình chỉ xong khi trong nhà mình mà có em bé từ 3 tuổi trở lên. Còn em bé nhỏ 3 tuổi thì mình xong khoảng nửa tiếng, một tiếng thôi, mình không có xong, không nên xong nhiều nha mọi người. Đặc biệt cái tiếp theo nữa là một số chị sẽ dùng tinh dầu xả và tinh dầu xả chanh để thoa lên da. Tôi thấy một số bạn bán hàng online, các bạn nói là mình dùng tinh dầu xả chanh thoa lên da. Tôi không biết là các bạn bán sản phẩm có nguyên chất hay là không, nhưng thực tế tinh dầu xả, xả chanh thoa lên da cực kỳ nóng nha anh chị, nóng lắm luôn. Ngay cả da của người lớn của mình thoa lên mà còn bị bỏng, nó cuốn như da con nít. Nên các anh chị mà có ý định là thoa tinh dầu xả hay xả chanh lên da cho con để xuống mụn thì không nên nha mọi người. Mình chỉ sử dụng để xong thôi, chứ mình không nên thoa tinh dầu xả hay xả chanh lên da cho con. Còn đối với tinh dầu tràm, anh chị có thể thoa lên da cho con, thoa lên quần áo cho con. Đối với việc mà anh chị mong muốn là xuống mũi thì mình có thể thoa lên quần áo cho con, được không ạ? Và mình có thể thoa lên một số vị trí. Còn giả sử bé bị mụn đốt rồi, lỡ như bé bị mụn đốt thì mình có thể thoa trực tiếp tinh dầu tràm lên vết mụn đốt cho con để giảm sưng đỏ ngứa. Thì cái đề tài này tôi đã chia sẻ nhiều trong những video trước rồi. Thì đó là một số cách mà tôi chia sẻ để thoa mụn đốt cho con. Thứ nhất là móc chân màng cho bé ngủ. Hoặc là khi mà bé chơi mình cũng tìm những vị trí nó rộng rộng, mình móc chân màng cho con. Thứ hai là những cái tiêu chí này tôi đã, chắc các bạn cũng đã nghe nói nhiều rồi á, là mình phải phát quang bụi rộng, giữ nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát. Tiếp theo là mình có thể xong phòng bằng tinh dầu xả hoặc xả chanh. Thì cái này lưu ý đối với những bé mà dưới 3 tuổi thì mình nên lưu ý thời gian để xong phòng và mình lựa chọn loại đèn xong nào cho phù hợp. Thì tôi cũng đã có một video nói về loại đèn xong phù hợp, hoặc là lựa chọn loại đèn nào là tốt, phù hợp cho gia đình của mình. Tiếp theo là anh chị có thể sử dụng tinh dầu tràm để mình thoa lên da, thoa lên quần áo cho con để xua mũi. Khi mình kết hợp được 4 cách tắc này với nhau rồi thì mình có thể bảo vệ bé không bị sốt xuất huyết, hạn chế được mũi đốt nếu như trong thời điểm mùa dịch. Còn mà để giảm 100%, để giảm hoàn toàn 100% á, thì chỉ có một cách là chúng ta ở nhà chung cư mà rất là cao tầng, khoảng tầng 10 mấy trở lên thì mũi không bay lên nổi, thì mới đó là mới giảm được một phần nào thôi anh chị ạ. Và đây là những chia sẻ của chúng tôi khi mà anh chị muốn làm cách nào để giảm vết mụn đốt cho con, để tránh bé bị mụn đốt. Thì đó là những lý giải của tinh dầu tràm đa gia pha. Và nếu như các anh chị còn thắc mắc thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo hotline 0901 809 484 hoặc là nhắn tin vào fanpage dầu tràm đa gia pha để chúng tôi hỗ trợ anh chị nhanh hơn. Và nếu anh chị thấy video này hữu ích, hãy cùng nhấn nút like và chia sẻ để cập nhật, để mang thông tin đến với nhiều người hơn, và nhấn nút đăng ký để cập nhật các video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.